Có một cách giúp cho quý anh chị các bạn mới tập chơi tập đàn guitar rất là hiệu quả. Thì đầu tiên ấy, là chúng ta phải chạy ngón cua bò cái đã, để cho ngón tay trái linh hoạt hơn. Được chưa ạ? Chạy mỗi ngày. Khi ngón tay trái linh hoạt rồi, chúng ta chọn cái bài hát dễ để chúng ta tập trước. Thì cái bài hát đó cũng chứa những cái hợp âm dễ mà chúng ta quen thuộc: A, M, D, M, G, đô trưởng này, hợp âm đô trưởng, F, mi 7, những hợp âm quen thuộc rồi. Như vậy thì chúng ta phải dùng thêm cái capo để cho cái bài hát đó trở nên quen thuộc với những hợp âm dễ chúng ta tập trước. Rồi sau này chúng ta quen hợp âm dễ rồi, anh chị em nào muốn nâng cao thì chúng ta có thể không cần capo và tập những hợp âm khó để chúng ta mở rộng thêm kiến thức. Tập chuyển hợp âm tay trái trong cái bài hát đó trước. Ví dụ nè: đến nay anh không thèm kẹo mừng vì đã có môi em thơm ngọt đưa sen hồng. Tay trái tập trước và tay phải chúng ta rải xuống để cho cái nhịp nó quen trước cái bài hát đã. Sau đó chúng ta mới tập tới điệu của điệu, có nghĩa là tiết tấu của tay phải, là điệu disco bebop. Thì có nhịp 2-4. Nhịp 2-4 là có hai nhịp chân xuống, giở chân lên là một phách, thì 1-2 là hai nhịp chân xuống á. Thì chúng ta nhịp chưa cho bass này, nhịp chân xuống nè. Bass chắc móc 3 giây lên, đặt vô, dừng âm thanh lại, tay này chắc lên. Bass chắc đặt chắc. Ở đây chúng ta để một hợp âm đô trưởng để chúng ta tập. Bass chắc. Guitar 5 phút là chương trình chúng ta vui vẻ, kiên trì mỗi ngày thì chúng ta từ từ sẽ quen và tập được thôi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu có thể lấy đàn ra tập và chúng ta hát theo, nhịp chân theo, để những cái bài hát Tết này chúng ta tập từ đây đến Tết chúng ta có thể có những giai điệu buổi tối rất là hay. Mọi người có thể hát theo ha. Và bây giờ Khanh chơi cái điệu disco bass chắc 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 và mọi người có thể nhịp chân theo ha. Vô. Tết này anh không thèm kẹo mừng vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Chậm chạy nè. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhà thôi, Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng người chẳng chứa mọi buồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười chẳng chứa cả vương xuân. Vì thời gian trôi qua rất nhanh nên là chúng ta cứ tận dụng mỗi tối chút xíu để chúng ta có thể tập đàn và quen với những hợp âm là chúng ta chơi được sau này rất là nhiều bài rất là hay. Chúc quý anh chị các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, luôn yêu đời và cùng đồng hành với chương trình Guitar 5 phút mỗi tối. Xin chào và hẹn gặp lại. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Ở đây là dòng đàn full gỗ thế hệ mới 190, có tia chỉnh công cần. Tất cả đều làm bằng gỗ, âm thanh rất là hay, rất là êm tai. Giao trong thành phố Hồ Chí Minh. Giá chỉ có 1.900.000 được tặng kèm bao da, capo, giáo trình, dây dự phòng và miễn phí vận chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặt ngay tại Zalo ạ. Xưa cái mục tiêu mình đàn và hát được một bài guitar, đó là bài ngày hôm nay nè. Còn cái mục tiêu các bạn đem hát là bài nào thì các bạn comment xuống dưới cho mình nha. Xót xa. Bát 3-1-2-3. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Chạy nhịp nè. Một lần tim yêu anh mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Sơn 7 nè. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơm ai chờ em rồi. Đã. Em yêu yêu thương tha cho hồn đắm say, một tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Sao chuẩn. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Tới giờ tập đàn, bây giờ để sách ở đâu đây? Ở đâu? Nhớ rồi, giá để sách nhạc, bốc hàng.
Wow, xếp lại gọn ha. Wow, mới đẹp. Kim loại chắc chắn. Mở lên. Bẻ ra. Siết ốc chặt chẽ. Bung lụa. Nới lỏng ốc. Điều chỉnh độ cao tùy thích. Có thể lên đến 1m6 luôn. Siết ốc lại. Để điện thoại được luôn. Giữ giấy lại. Chơi nhạc. Anh muốn vượt cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhâm năm. Ưu đãi đặc biệt quá để sách. Tặng kèm giáo trình chỉ 139.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Liên hệ Zalo giùm bên em. Cảm ơn quý anh chị và các bạn. Các bạn mà có đàn guitar phải tập được ngay một đoạn nhạc nhỏ nhưng mà hay hú hồn luôn. Mình sẽ đánh trước sau đó mình hướng dẫn nha. Ngang số 7 để ngón tay vô nè. Đánh chậm chậm thôi. Đây là một cái đoạn nhạc nhỏ trong bài Classic mang tên là Romance. Và chúng ta sẽ thấy cái đoạn nhạc nhỏ này đánh rất là dễ luôn. Ví dụ Khánh đang ghi ngang số 7 ha. Số đầu tiên là số ngăn. Như vậy thì chúng ta để ngón tay vào để chúng ta đánh 4 lần đúng không ạ? Thì một lần đánh là chúng ta sẽ móc dây nè. Bên tay phải thì chúng ta sẽ móc là dây 1, dây 2, dây 3. Vậy là một lần ha. Như vậy thì tại ngang số 7 chúng ta sẽ đánh 4 lần như vậy. 2, 3. Ok. Tương tự với các ngang còn lại thì bao nhiêu lần thì chúng ta cứ đánh bấy nhiêu lần. Anh em lên YouTube bấm đăng ký theo dõi kênh Guitar 5 Phút. Trên đó có hướng dẫn đầy đủ cho anh em luôn. Còn đối với video này, chia sẻ, lưu về máy, từ từ mình tập. Một cái EQ được sử dụng về lắp vào đàn nhiều nhất biểu diễn sân khấu đó chính là EQ chính hãng MP12. Trên EQ MP12 chúng ta có tích hợp sẵn luôn kèm máy lên dây đó. Đây chính là cái máy lên dây nè, rất là thuận tiện để chúng ta lên dây luôn ha. Đây là thạch anh vàng của EQ MP12 chính hãng rồi. Âm thanh của EQ này rất là ok. Bên trong có một cái mic nhỏ để thu cái tiếng đàn, cái tiếng đập thùng của chúng ta nữa. Đây là chương trình khuyến mãi cuối năm dành tặng cho quý anh chị và các bạn, đó chính là EQ MP12 chính hãng, được tặng kèm một cái dây 3m để chúng ta đi biểu diễn đi chơi luôn nha. Đặt kèm dây sắt 3m và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Có rất nhiều đã giảm giá và đặc biệt tặng kèm thêm giáo trình guitar để chúng ta có thể học đàn nữa. Đặt tay tại Zalo ạ. Sau đó chúng ta mới tập tới điệu siêu rock, dây bass 3, 2, 1 chậm nè, rồi chúng ta canh vô 1 nhịp, chúng ta tập từng đoạn nhỏ chúng ta đáp lại là xong. Không cần biết là mình vô ngay chữ viết nè. Không cần biết đêm dài sâu, cũng nhịp chân luôn. Không cần biết bao ngày hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dần cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em chỉ biết đó là em. Đừng có lo gì hết, anh em chắc chắn là sẽ tập được. Bấm đăng ký theo dõi kênh, lưu về máy, từ từ mình tập. Tháo ra nè. Nó có cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dự phòng nữa mà. Với đàn giáng xích á, chúng ta phải dán sát như vậy nè. Còn volume này Khánh chỉnh mát luôn nha. Dài 3m, 100 ly á. Đối với cái dòng AD35 này đa phần nó sẽ không có hú è. Nó không có hú è. Đó, ở trong đây nó có bo mạch đó, chống nhiễu luôn, chống hú luôn. Nó đi xa cái đánh còn tiếng là tiếng loa đó. Còn đây là Khánh đánh rất là nhỏ. Thank you.
ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được, áp dụng rất rất là nhiều bài. Một lần gian dở disco nhịp 24 bùm đánh bằng tay nè thì nó dễ hơn. Ba chân đập chân cứ như vậy, chúng ta cứ vậy. Ba chân đập chân nhịp 24, ba chân đập chân, làm cho nó quen nhịp trước, sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắp son một lòng, dẫu khổ thế nào tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Cùng chắc đập chắc bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon này, lá xích cô này, guitar string này, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích, không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn. Mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Nó cái độ bền của nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000, mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lá xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.